Ở đây là dãy là tôm lớn anh hả? Tôm lớn anh mấy con ký rồi nè mà. Vậy đó hả? Mình để. Ủa trời thôi. Bự dữ vậy. Mấy con ký rồi. Mà không bỏ được ăn dữ thằng ông nó mới bỏ. Cái này chắc cái tiền 2-3 con gì vậy? Ờ, hai mấy con. Quá trời to luôn. Còn 4 đồng hồ này mà nữa. Chắc này anh nuôi mật độ thưa hả? Trăm, ở đây nuôi 100 con thí nghiệm đầu tiên nè. 100 con mấy khối đó hả? 100 con là thí nghiệm nè. Rồi là mình thí nghiệm 2-3 đợt rồi 100 con là thấy nó thành công hết trơn rồi đó. Dạ. Nhỏ mình nuôi 100 con thôi. Làm 2-3 vụ là mình thấy. 2-3 vụ để thử nghiệm cái quy trình ha. Cái gì? Anh Hải anh có tính được là nếu mà anh làm theo quy trình này nó tiết kiệm nhiều thứ thì chi phí cho một cái ký tôm mình giảm được bao nhiêu phần trăm? Cái mình đâu có xài cà lo nè. Giờ mình không có tốn tiền công nhân nè. Dạ. Mình chỉ có tốn tiền điện nè, với mình không có xài voi nữa, mình tốn có tháng rồi chút đỉnh thì chi phí tôm một ký nếu mình nuôi mà tiết kiệm chi phí là mình chẳng có 4 tử. Nó chuyển quá xe thấp lắm. Dạ. Thành ra là mình hạn chế được cái rủi ro, mình tiết kiệm được cái chi phí nhiều. Thì nuôi mà 30 con ký thì nó khoảng 100 ngàn. Thì nó cũng phải giảm được 10-20% là cái chi phí đầu vào. Dạ. Chưa ở đâu mình giảm tiền công nhân nhiều lắm. Còn mình tính cho cái tôm thôi chứ mình đâu có tốn tiền công nhân gì nữa đâu. Dạ. Đúng không? Cái hồi đó ví dụ mình dẫn tới ra chăm tốn tiền điện cái thì thức ăn thôi phải không? Thức ăn với yêu đêm thì giờ nó rẻ về, chai có 100 mấy ngàn bạc rồi. Đó, thành ra mình là hạn chế được biết bao nhiêu thứ luôn. Rồi công nhân ví dụ hồi đó của anh là như cái ao này là một thằng nó nuôi 2 ao là nó mệt rồi, nó phi phong nó chùi rửa là nó mệt rồi. Yeah. Rồi bây giờ mình anh Dũng nó nuôi 6 cái ao nè. Vậy là tiền công nhân mình đã biết bao nhiêu nói. Yeah. Thành ra giảm cái chi phí nhiều quá. Giảm công nhân nhưng mà công nhân phụ trách bây giờ nó cũng nhẹ nhàng đó hả? Giảm ít nhất cũng phải trên 20-30% đó. Dạ. Yeah. Chi phí á. Mà công lao động là nó giảm là tới 60% công lao động. Vậy là mình đưa vào mình ứng dụng cái hồ 100-200 mét khối này trước. Trước đó ba vụ rồi đó. Hai ba vụ rồi đó. Ôi ơi, cái lưới tôm này anh còn nhiều dữ vậy. Anh có hai tôm hai mấy con này còn nhiều ao nhiều quá vậy. Có hai ao dèo chuẩn bị sao mà bển đó. Để. Này hai ao ương hả? Hai ao ương được 1 tháng 2 ngày 3 ngày hả? 2-3 ngày. Mà xài cái vi sinh này nó hay úp cái tôm lớn nó nước nó như vậy đó. À. Đúng không? À, cái vi sinh đó nó tôm lớn. À. Các ao cùng một màu hết. Cái nước nó sạch sẽ rồi nó êm lắm. Dạ. Duy nhất là mình nuôi ở lúc giai đoạn nhỏ tôm nó không bị co thân đục cơ thì do mình duy trì cái này hoài á. Kháng thể nó tốt đó, không có đục không thân. Ao này ao ương anh á? Không, tôm này hai mấy con. Ủa, hai mấy con nước kia nó hả? Đấy. Ủa, phát này lớn rồi thôi. Trời ơi, vậy? Ờ, lớn hết trời. Ôi, đại chắc cũng gần 20 con vậy quá. Chạy bà đó, anh nuôi tới chừng nào mà thấy hết được rồi. Lớn rồi. Nào đó lên trứng hả Thu? Ao này ương nào? Anh này ương anh nói vậy? Ao này ương nè, chuẩn bị là ngày mai là sang qua anh kia nè. Màu nước hết trơn, đẹp quá anh ơi. Ủa cho. Tháng 3 ngày Út. Tháng 3 ngày hả? Ờ. Ủa anh để lâu vậy mà mình nó vô chuyển qua giai đoạn hả? Ờ, mà nó tốt vậy, 1 tháng 3 ngày đều gan vậy. Điểm. Hình như bá phát đúng rồi, không. Dạ. Có chặt, làm hình như là 2-3 vụ mà biết bao nhiêu lúa rồi đó, mà là tại mình làm 2-3 vụ là cũng khẳng định quy trình đúng rồi đó. Chắc ăn như mất. Dạ, luôn, không có bây giờ thì mình chưa dám khẳng định mà, ra 2-3 vụ. Mà một lúa vậy đó là 3-4 đợt là mình nghiên cứu á. Dạ. Lúa này ví dụ 1 tháng mấy ngày, rồi lúa kia 4 mấy ngày, thằng kia 3 tháng mấy đó. Dạ. Là mình nghiên cứu đó, thử coi rồi nó có đồng bộ nhau không, thằng nào cũng như thằng nấy vậy. Vô ao kia coi khẳng định quy trình hay là ok rồi đấy. Ao lớn, ao lớn. Có ao dèo, 2 ao dèo đằng sang qua 2 ao nãy đó. Chứ hả? Cái này tôm lớn luôn hả? Tôm lớn nè. Ôi trời trời, bự dữ vậy. Quá trời luôn hả? Này 20 con vậy anh ơi. Trời bá, trời bá. Đúng rồi. Là nhiêu tháng? Cái này á, 4 tháng 10 ngày đó. 4 tháng 10 ngày. Mà anh cái này là cuộn mật độ nhiêu con mét khối? 100 con nè. 100 con hả? 100 con đó.
lớn dữ luôn. Đây quá tuyệt vời luôn, hiệu quả luôn các con ơi. Đây là quy trình cải tiến của anh Đỗ Minh Hải. Mấy tháng nay là luyện nội công anh hả? Mấy tháng nay nghiên cứu là luyện nội công hả? Không, luyện hồi năm gọi lắm, năm gọi năm nay là bắt đầu mình hôm nay là mở là năm nay là mình vô mình hoạt động là hai ba lứa thành ra mình thấy cũng hiệu quả mà nó nhiều cái hữu ích mà giúp ích được cho bà con nông dân mình đó. Ồ quá trời đẹp luôn, điều to luôn đó, thành ra mình đẹp đẹp. Thành ra mình mới quay lên để mình coi có thế nào mình hỗ trợ giúp ích cho bà con mình được thế nào mình đỡ cái nấy. Mà ba ông chủ thì chứng minh là cái quy trình này nó ok đó anh. Không có chặt cái nào luôn dạ. Mà hình như là bầy não như mày nấy con tôm nó tốt cực kỳ luôn mà nó không bao giờ hư đường ruột đường dĩa chứ. Dạ. Nguy mê lắm. Anh bây giờ anh nói là anh mà nghiên cứu mà tới mà cái nuôi tôm một cái kỹ thuật mà nó hoàn thiện rồi đó thì anh sẽ hỗ trợ cho bà con được nhiều thứ. Ví dụ như là anh nói, ví dụ như là lọc nước mình không tốn kém tiền bạc nè, không có xài quá chắc không ảnh hưởng sức khỏe nè. Yeah. Thứ hai nữa là siêu không tự động, không có tốn kém gì cực khổ hết trơn. Không có làm nó an nhàn mà nó giảm thiểu biết bao nhiêu cái rủi ro. Yeah. Nên mấy cái thằng kỹ thuật rồi từ từ chuyên sâu đó để hỗ trợ cho bà con mình để mà sản xuất cho sau mà nó tiết kiệm giảm chi phí. Giảm chi phí là rủi ro nó thấp. Thành ra bây giờ mình cố gắng mình nghiên cứu để thôi nông dân mà để người ta cái tầm nhìn của người nông dân thấp quá, nghèo khổ rồi này kia vất vả đủ kiểu, nhưng mà nông dân phải cải cách. Yeah. Lao động mới có sáng tạo. Đây thì dài vô còn á cái ào kia nữa kìa. Rồi đi dài vô luôn. Cái tôm lớn này là mình còn nhiều ao anh? Còn bốn năm ao này nè, rồi còn mấy cái lứa kia là nó tiếp tục mà mình làm nữa, mình luân chuyển tiếp tục. Ôi sinh nó tràn cả đó kìa trời. Ôi sinh nó sinh khói dữ luôn rồi đó. Định nuôi về sai bao nhiêu mới thu hoạch? Mình định coi nó chừng nào nó hết lớn rồi mình hết lớn mình chơi. À, hết lớn mình thu. Quá trời luôn, không nào như ông thấy. À. Điệu quá trời. Ờ nó vậy đó. Hết to dữ luôn vậy. Hết lớn mình thu. Nuôi hết lớn luôn. Dạ. Chơi cái nào hả? Kệ nó về coi cả. Luôn á. Mà mình làm á là hình như là mình nghiên cứu Úc. Dạ. Mà hình như là cái ao nào là nó tôm nó cực kỳ tốt luôn. Bậy nào. Bậy nào cũng vậy á, nhỏ lớn á là bảy giờ anh khẳng. Ba ao lớn là 4 năm ao lớn. 4 ao lớn rồi đó là tôm giống nhau luôn. Còn cái này là ao dèo chuẩn bị sang qua bển. À, cái này dèo hả? Còn á? Ủa trời trời. 1 tháng 3 ngày. 1 tháng 3 ngày mới to đó hả? Ừ. Dữ luôn. Chuẩn bị sang qua bển nè. Bây giờ anh ương là tới 1 tháng mấy anh mới chuyển giai đoạn hả? Ờ, 1 tháng khoảng chừng 7-8 ngày vậy đó anh sao mà bán. Ồ, nó lên đâu. Như là mấy vụ hôm nay rồi cải cách cái kỹ thuật này đó rồi nè. Rồi nuôi nó không có rủi ro gì mà nó nhàn á. Là làm khỏe ăn nuôi, làm khỏe ăn đi làm việc mà. Tuyệt vời luôn tôm nè. Tao con đây quá trời luôn rồi. Đó là nuôi tôm giờ là khỏe hơn đi làm việc nhà nước á. Ờ vậy à. Bởi vì mình không còn nhẹ nhàng á. Không còn lội vô hồ xi phong rồi không có chùi bạc gì hết. Rồi á là không có tốn kém chi phí nhiều nữa, làm nó có thời gian rảnh rỗi nghỉ ngơi nhà mình cho có 4 giờ 5 giờ rồi mình đi chơi. À. Mà tôm tốc độ mình nó cho nó hơi chậm lớn hơn các anh em khác tí đi. Chậm nhưng mà nó an toàn là ok. An toàn nó chắc. Dạ chắc. Đó. Thì cái xác định cái nguyên nhân là hình như là nó cũng ảnh hưởng 5-6-70% là do cái hồ mình, cái đáy hồ mình, bà con mình làm không sạch sẽ. Yeah. Nên hy vọng cái clip này mình sẽ từ từ mình hướng dẫn cho bà con làm cái siêu phong tự động. Thứ nhất là giảm công sức lao động nè. Thứ hai là giảm được cái chi phí công nhân nè. Yeah. Thứ ba là nó sạch sẽ cái hồ, mình hạn chế được rủi ro. Đó, từ từ mình chỉ, mình hướng dẫn giúp đỡ cho bà con làm mấy cái kỹ thuật mới của mình đó. Nói chung là hỗ trợ được cái nào mà giúp ích được cho bà con nông dân mình không có xài quá chất kháng sinh gì hết. Con tôm mình lúc nào lái nó vua nó cũng thích. Không có miếng quá chất, không miếng quá kháng sinh đó. À. Mà thậm chí vô anh bỏ luôn
À, xài phán luôn nè. Không xài quá chắc. Xài phán này đó mà. Xài 100% là phán. Dạ. Không có xài miếng voi nào hết, voi nó vô con hồ rồi nó thằng này nó mất tiền không anh? Ký 15 ngàn. Một cái bịch, cái bọc, cái bịch đó là 10 ký. 10 ký hả? 20 ngày mình tạc cho nó lần, 20 ngày mình tạc cho nó lần, chứ không phải là mình tạc. Ví dụ hồ 200 là tạc bao nhiêu? 2-3 ngày mình tạc cho nó 5 ký. À, 3 ngày mình tạc 5 ký. 2-3 ngày mình tạc cho nó 5 ký. Bổ sung khoáng cho tôm thôi. Ừ. Còn vi sinh thì mình xài hàng ngày. Hàng ngày. Dạ. Cái thời gian qua vậy, bà con thắc mắc sao bà anh Hải thấy ít lên YouTube anh? Nguyên nhân thời gian đó bà anh không có nuôi hay là anh thế nào, anh chia sẻ với bà con? Cái nguyên nhân đó là lúc đầu mình làm cũng thành công, nhưng mà mình không có khẳng định được cái quy trình kỹ thuật sản xuất mà làm sao cho nó hiệu quả tuyệt đối. Cho nên là có một thời gian là mình nuôi thì nó cũng thiệt hại cũng coi như bà con nông dân mình đó, rồi mình mới ngưng thời gian để mình tập trung nghiên cứu, mình khắc phục những cái lỗi mà do cái thiệt hại nó gây ra. Đó là từ cái lỗi nào thì mình khắc phục. Hôm nay mình đưa cái clip này là để mình dần dần mình chia sẻ lại với bà con là mình làm là 2-3 vụ rồi, nó thành công cực kỳ, là bài nào cũng như bài nấy, tốt cực kỳ, thành công mà tiết, đồng thời tiết kiệm giảm chi phí này kia các thứ, giảm công lao động rồi này kia các thứ, để có cái gì đó mình hỗ trợ, mình giúp ích được cho bà con, mình cũng hy vọng là vậy. Đó, vậy với làm xong cái clip này rồi mai mốt mình còn chia sẻ cho bà con nhiều cái kỹ thuật mới mà mình nghiên cứu 7-8 tháng nay, cái năm nay đó, là thí dụ như siêu phong tự động là mình không còn cực khổ nữa, rồi oxy đó mình chạy dọc theo hồ nè, nó không còn dơ bạc nữa đó, mình chạy dọc theo hồ không dơ bạc nữa, mà đồng thời mình bố trí hệ thống oxy này nó thổi nhẹ, không tốn tiền điện nữa, ít tốn tiền điện nữa đó. Cho nên là mình hy vọng có những cái mình giúp ích được cho bà con. Đồng thời cuối cái clip này mình cũng xin chúc cho tất cả bà con nhân dân cả nước mình là dồi dào sức khỏe, cố gắng phấn đấu lên, đồng hành với chú Hải, từ từ đồng hành chú Hải làm những cái kỹ thuật mới làm thành công. Cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của anh Hải nha. Kênh thị xã Bạc Liêu chúc anh Hải được nhiều sức khỏe và thành công trong những cái sáng kiến cải tiến trong quy trình nuôi tôm của anh, là nhiều thắng lợi. Hiểu mà nút. Dạ.